Dâu dâu dâu, bà còn dâu. Sau một năm chậm quay, anh em quay trở lại cùng em Minzy trong xây bình loạn PK lên server. Và đây là Mood Online Vũ Thọ đến từ server Quy Quy anh em nhé. Vậy là ngày hôm nay Quy Quy đã không còn chế độ full 15 và full sờ bắc nữa rồi, và nó chuyển sang chế độ kế thừa classic chọn thẻ cực kỳ cơ bản đến từ server Quy Quy. Không để anh em chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay sau đây thôi. Đừng quên 3 khung giờ hàng ngày, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Nhớ theo dõi và ủng hộ dành cho em Minzy. Đối thủ đầu tiên, Mizuchi của server 691 anh em ạ. Đối thủ quýt luôn đấy, bịt đấy. Vừa vào cái đối thủ ấy quýt luôn, một chiến thắng lại là dễ dàng. Chúng ta cùng đến với hiệp đấu số 2 nào. K14 của server 174, Leona và Takuma. Chúng ta sẽ lựa chọn Takuma. Tiếp theo sẽ là Krauser. Nhân vật tiếp theo nữa không thể bỏ qua đó chính là Miku. Vanet, đang chơi xem một Quy Quy. Có lý do gì để từ chối Vanet không anh nhỉ? Không. Tất cả mọi con đường đều hướng tới Vanet, không ai có thể từ chối được. Người đẹp cực kỳ chất lượng như thế này, dù ở bất kỳ một phiên bản nào. Phiên bản mới nhất của Vanet đó là Vanet 14 XDV, còn cực kỳ bá đạo hơn đúng không? Mọi phiên bản của Vanet đều đáng chơi và đều đáng để cho chúng ta sở hữu. Một nhân vật mà theo mình đánh giá thời điểm hiện tại thì rất tuyệt vời. Anh em cùng chờ xem Vanet nó có sẽ còn bá đạo như thế nào được, khi mà có những sự kết hợp và cùng đồ tuyệt vời như thế này. Thêm là Krauser nữa thì có lý do nào để đem bạn tịch được? Không nhìn thấy lý do nào để đem bạn tịch được. Thế nhà mình vừa nói xong hai con nữa là một đội chiêu như vừa nói xong thì không con nào có độc chiêu luôn. Chọn mũi chọn kẹp. Mỗi giảm độ ưu tiên ở con trên thôi anh em nhé. Vanet đấm giảm độ đôi ấy. Mình vừa đấm vào giữa thì mình, các bạn nghĩ nó sẽ giảm độ ai? Leona hay là Kate thì vừa rồi nó giảm độ con Leona. Kèo này chả được gì. Nhìn nó dễ quá. Nhưng này thật sự các bạn chả được gì. Nên giảm độ khác biệt thật sự. Luna đơn giản là đội hình mình, nó khác biệt thật sự so với đội hình bạn. Chả cần mình nào. Nó thua được cái giỏi đúng không? Nhưng này thắng thì nó đơn giản quá. Còn thua nó mới khó. Nhưng này thua thì nó khó quá. Thật sự các bạn là như vậy. Tìm được lý do thua để đẳng cấp. À có duy nhất một lý do thua là mất mạng. Tầm này là ít mạng, đi connect các kiểu thua đấy, chứ còn không tìm ra được bất kỳ một lý do nào để thua. Thì mình theo mình nó đang là sở hữu nhân vật nó bá quá so với quy định. Không tìm được lý do nào hết. Và tất nhiên không có bất kỳ một lý do nào. Lý do duy nhất để thua như mình đã nói rồi. Thua đi. Đấy, đối thủ còn quýt luôn cơ. Một chiến thắng dễ dàng nữa. Sau game đấu dễ dàng đầu tiên thì chúng ta có một game đấu số 2 nó cũng dễ dàng tiếp theo. Và cùng đến với game đấu số 3 nào. Đối thủ số 3 chúng ta trong clip này. Đó là Robert của server 97. Sermi. Init. Mặc dù Tachibana Ukyo có miệng trí tử nhưng Init vẫn là chân ái. Terry,
Leo Soder. Yorizi Karate Sun Leo Soder này mình sẵn rồi nha. Không biết chính xác đâu, hình ảo gấu. Nếu rắn này gấu, tôi hy vọng nó là rắn gì nhỉ? Đúng không? Hy vọng đấy, cái rắn chắc lắm. Tio Flamet à? Là của Kyo Flamet à? Mà giảm nộ luôn. Để Kate đi thì thật sự nó muốn chết đấy nha. Sự là nó muốn chết thì nó để Kate ở đấy. Mình chết khi mà để Leo Soder ở đấy à? Đây là khi chết là Sun đấy à mày. Mình cũng thuộc dạng ngáo số 2, không ai số 1 à? Mời dạng ngáo số 2 thì không ai số 1 à, đúng không nhỉ? Để nó leo xu đời đúng sai mình sẽ ra thế sai đấy nhỏ dạng ngáo hai thằng ngáo nhau. Ô sao con tay đi chết mà nó không hồi máu à? Ừ, đây có phải sờ mắc đâu anh em, đây có phải sờ mắc đâu đúng không? Ba lần đấu rất nhanh. Mario Cell 701 Mazor. Tiếp theo chúng ta có Karate. Lâu lắm rồi không được trải nghiệm con đuôi long hồ nha các bạn. Jun, Quy Quy và độc chiều đá đi. Hết nước chấm anh em. Kyo hay Sun nhỉ? Sun vẫn ngon nhỉ? Cô Phương Vân nhỉ? Kyo hay Sun? Nó quay đi cô. Đánh này có đúng không nhỉ? Cho bà liệu có sướng quá không nhỉ? Cho bà liệu có sướng quá không nhỉ? Đấy là... chắc là không giảm đâu. Chắc là không giòn đâu.
限流儀ほらほらそりゃふわっふわっ mày mổ theo cái cách mà mình không hình dung ra được. Mình còn mạnh như vậy mà. Thật sự là mày bay mổ theo cái cách mà bản thân tạo không hình dung ra được. Mày mổ theo cái cách mà bản thân mình đã không hình dung ra được. Mày màu theo một cách rất khó hiểu. Mày mẹ con kêu tuần sau con nộ trời. Thế nhưng mà thiên thời nó vẫn ủng hộ nó chứ. Đúng không? Mẹ nó xử lý cái pha lỗi thế mà thiên thời nó vẫn ủng hộ nó này. Mẹ không choáng nó là thua rồi. Mẹ không choáng vẫn thua nhỉ. Đây người ta gọi là bìm trong bìm anh ạ, rất bìm. Ai thì muốn choáng mà bản thân mình cũng rất bất ngờ. Thật sự là bìm trong bìm mà chúng ta vẫn chưa hình dung ra là tại sao nó lại có thể bị bợ một cách trắng trợn đến như vậy. Không đến với game đấu số 5 nào. Athena XY của CL163, một nhân vật khá bị hất hủi ở CLQQ, nhưng mà ở GAB thì chưa nói lên điều gì cả khi mà vẫn chưa xuất hiện sơ mắc ở bên GAV như nhau ạ. Mai đi nha, nào đến mai 14 cũng đến mức độ khá kinh. Zero Namet Leona. Ô, ngon lại nhả hàng cho mình nha. Còn nhà hàng cho mình phan ba nét mình rồi. Phan ba nét mới à. Đúng hai con không cần. Body. Bacame. Sim, mas
Ê, thế thì mày làm gì còn cơ hội nào nữa? Đúng anh nhỉ? Thế thì nó làm gì còn cơ hội nào nữa? Thế thì mày làm gì còn cơ hội nào nữa? Cơ hội đã hết dành cho bạn rồi. Là mình đã đấm con o chì rồi, mình đấm con run kìa. Jun này mạnh nó chi nhiều. Jun này còn mạnh nó chi nhiều bạn ơi. Đây bạn lấy ra bạn cưỡng với bạn. Ai xoáy thì bạn đi viện thế. Đến đây thì bạn lấy ra bạn cưỡng với bạn. Đây thì bạn lấy ra bạn cưỡng với bạn. Bạn lấy ra bạn cưỡng với bạn. Cũng đến với game đấu số 6. Game đấu cuối cùng ở trong clip này là đấy, các bạn hiểu không? Không chơi full smack không 15 rất nhanh đúng không? Đánh 6 game rất nhanh. Bạn gặp chế độ kiểu thằng nào cũng hồi sinh, thằng nào cũng miễn trí tử, rồi ẩn thân các kiểu. Bạn khó mà thịt được nó. Kiêu. Yêu đi dị mẹ đi. Ao hát nữa rồi chỉ chất rồi bớt tí nha các bạn, rồi bớt tí nó cao tư thẳng mồm. Úi dồi, ba nét sai kì dạ. Rồi bớt tí là chắc là có slot ở đây rồi. Gánh thôi. Chứ kể Muka vẫn còn nội tại đúng không? Chúng ta vẫn đang còn quá nhiều. Muka hay dỗ một tí, dỗ một tí nội tại. Yeah.
được ý. À, thằng single này Nova vẫn lại thua với thằng single nhé anh em ấy. Thằng single thật kìa. Nếu thua này thua với thằng single, con mẹ vãi cái thằng single này phải quyết định game đấu này. Yêu làm cho quả nhạo luôn. Thế còn nội tại không? Yêu đi. Sao nhỉ? Nghĩ gì nhở? Tự nhiên đam yếu nhở? Sao tự nhiên? Nhưng đam của Dô Hân nó yếu nhở? Nó bị cái gì nhở? Mẹ, mình không nghĩ quả đấy đá không chết con Athena rồi nhé. Cả độc chiêu, à cả tuyệt kỹ lẫn độc chiêu không chết con Athena trong một cái combo đó. Nó rất điều điều, có một gì đó rất điều điều nhỉ. Nhưng dù sao clip cũng kết thúc lại đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe của Chemi gì để xem lại cái tài năng server nhé. Thank you và bye bye.